Chào tất cả anh chị cô chú. Trưa ngày hôm nay thì bên Bảo cũng về một sản phẩm mới nha. Đó là máy bắn vít 10 ly thương hiệu Drama. Thì Bảo thấy giá quá hợp lý luôn. Thì anh chị nào á mua thì cũng biết thương hiệu này rồi. Đó, Bảo bán khá là nhiều nha. Mẫu máy này xuất xứ thì Bảo thấy á, đầu tiên nha, xuất xứ đi cũng rất là nhiều nước luôn. Đó, anh chị cũng thấy này, cũng gần chục nước anh chị à. Mà watt của nó khá là lớn, lên đến là 450W luôn. Rồi, mức giá trưa ngày hôm nay anh chị nào mua thì Bảo tính có 260.000 thôi. Mà anh chị mua con này á thì Bảo thấy bên trong sẽ có một phiếu bảo hành, nhưng mà Bảo cũng không có ghi đâu. Bây giờ á, thì Bảo kích hoạt bảo hành trên hệ thống không à. Đó, thì anh chị nào á, tới cửa hàng thì đọc số điện thoại Bảo lưu vào bên trong. Đó, có 260.000. Đó, mẫu máy này á thì thích hợp anh chị cô chú nào á làm gạch men này, có thể khoét lỗ gạch này, hoặc là bắn vít nha. Bắn vít thì có đảo chiều tới lui luôn. 260.000 thì Bảo test thử cho anh chị cô chú mình nghe âm thanh nha. Máy này Bảo thấy khá êm luôn. Rồi, Bảo đề ba nha, đề ba nhẹ nhàng lắm anh chị nè. Điều tốc cũng mượt nha. Rồi, đầu tự động anh chị nha. Đó, rất là chuẩn luôn, đầu 10mm. Rồi, về phần thông số của máy á, là máy này có mã là DRM10B nha. Xài điện 220, vòng tua là anh chị điều tốc từ 0 này đến là 3000 vòng. Đầu 10mm, tự động thao tác này, kẹp vít cũng như là kẹp những cái mũi khoan để anh chị khoan nhôm này. Đó, bắn vít làm thạch cao, bắn tôn, một chức năng. Ngoài ra bên trên thì Bảo thấy nó sẽ có thêm một cái để anh chị gài vào lưng quần này. Đó, để anh chị trèo lên để tránh rơi rớt cũng như là cánh tay nha. Rồi, bên sau này, bên trước thì sẽ có một lớp su mỏng nha, để anh chị mình á có mồ hôi ra nhiều nó sẽ chống trơn, công tắc đảo chiều ra vào tuyệt vời. Rồi, dây thì Bảo thấy dài là 2m nha, mẫu vừa mới về. Mà thương hiệu Drama này á thì Bảo bán nói chung á là chất lượng nó cũng khá là được nha, để anh chị mình bắn vít cho công trình này kia, gia đình mình cũng có thể mua về khoan này, ống nước này, nhựa sắt vừa phải. Đó, bảo hành máy, dây đồng và tất cả đều bảo hành 6 tháng nha. Rồi, anh chị cô chú nào á thích một mẫu máy khoan chỉ có mức giá là 260.000 đến từ thương hiệu Drama về làm công trình nè. Đó, tiết kiệm một xíu chi phí để mà mình có tiền mình sẽ đầu tư những con xịn hơn. Còn những con này á thì Bảo bán với mức giá tầm trung thôi. Đó, anh chị nào á vừa túi tiền mình có thể mua về đặt. Đương nhiên nó sẽ không ngon bằng Boss với Makita, nhưng mà nó xài cũng được nha. Rồi, Bảo giới thiệu tới đây, anh chị nào có nhu cầu mua máy này, phụ kiện này kia, có thể là đăng ký kênh nha. Rồi, Bảo xin kết thúc video buổi trưa giới thiệu máy khoan 10 ly Drama tại đây.